Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Mỗi tuần một câu chuyện với MC Khánh Linh. Thưa quý vị, thì hiện tại Khánh Linh đang có mặt tại thành phố Toronto của tỉnh bang Ontario tại đất nước Canada đi du lịch. Nhưng vẫn hướng về nước Mỹ, vẫn xem là tình hình vỡ nợ của nước Mỹ đang tới cái hồi nào rồi thưa quý vị. Thì ngày hôm nay Khánh Linh xin chia sẻ trong mỗi tuần một câu chuyện về cái việc mà nước Mỹ vỡ nợ. Vì có lẽ là mấy tuần nay hay là mấy tháng nay quý vị đã nghe cái việc là nước Mỹ sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 6 này. Thực hư ra sao? Vỡ nợ có nghĩa là gì? Nước Mỹ giàu như vậy làm sao vỡ nợ được? Vỡ nợ thì nó in tiền thôi chứ mà lo lắng gì? Lo lắng những cái chuyện tào lao không mà không có thể nào có chuyện này xảy ra. Thưa quý vị, thì năm 2011 nước Mỹ đã từng ở một cái gọi là cái ngưỡng cửa mà chuẩn bị vỡ nợ quý vị, nhưng mà hên sau đó cũng thỏa thuận đàng hoàng, cho nên không cũng khắc phục được cái tình trạng đó. Nhưng bây giờ sau 12 năm thì tình trạng này lại xảy ra. Thì ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi nước Mỹ vỡ nợ, cách nào sẽ làm nước Mỹ hồi phục lại không bị vỡ nợ nữa, cứu nước Mỹ vỡ nợ thành công, và cái ảnh hưởng của nước Mỹ nếu vỡ nợ đến thế giới như thế nào. Những ai đang coi trên Reel hay là trên những chương trình khác, mà nếu mà không coi được full video thì hãy vào Facebook, YouTube cũng như là TikTok của MC Khánh Linh USA quý vị nhé. Thưa quý vị, thì cái từ vỡ nợ đó nghe nó giống như bên Việt Nam vậy đó. Không có tiền trả nợ thì mình khai phá sản, hay là mình khai là mình không còn tiền nữa để mà tiếp tục mượn nợ, để mà cho uy tín, để cho những cái người chủ nợ có thể cho mình mượn nữa. Thì nói chung là mượn quá nhiều không đủ tiền trả thì mình sẽ vỡ nợ thưa quý vị. Thì hiện tại với cái GDP của nước Mỹ đó là 23.000 tỷ, là một nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện tại, và cái nợ công hiện tại của nước Mỹ là 31.000 tỷ đô la, là cái mức nợ trần, là cái mức cao nhất. Sau cái mức đó là không có mượn nợ được được thêm nữa quý vị. Thì cái nợ trần là cái mức tối đa mà có thể vay nợ ở những tổ chức thế giới khác ha. Và cái mức này đó là tùy theo chính phủ Mỹ có muốn nâng hơn nữa hay không, có muốn thiếu nhiều hơn nữa hay không, hay tiếp tục vay để nó nâng lên cái mức là 35.000, 40.000 hay như thế nào đó, thì tùy vào chính phủ Mỹ. Cho nên mới có cái việc mà lưỡng đảng hai bên Hạ viện rồi Thượng viện phải bàn thảo với nhau là có nên nâng nữa hay không. Thì đảng này thích, đảng kia không muốn, thì đó là lý do tại sao mình lại kéo dài như vậy thưa quý vị. Thì hiện tại nước Mỹ chỉ còn khoảng có 68 tỷ đô la để chi trả cho mọi thứ nữa thôi. Và nếu mà sau 68 tỷ đó xài hết rồi thì dĩ nhiên phải đi mượn nợ tiếp, chứ không mượn nợ thì không thể nào mà có thể tiếp tục duy trì cái việc mà hoạt động của chính phủ nữa ha quý vị ha. Thì nói đến đây nói là nước Mỹ không có tiền thì vô lý. Thì làm sao bây giờ cho nước Mỹ khắc phục cái tình trạng vỡ nợ? Thì đầu tiên người ta nói là nước Mỹ sẽ tiếp tục in tiền ha, tiếp tục in tiền, in nhiều tiền để càng xài càng nhiều. Như vậy thì nó sẽ rất ảnh hưởng tới cái việc mà lạm phát của nền kinh tế. Có nghĩa làm sao, quý vị thấy hiện tại là tình trạng là lạm phát rồi đúng không nào? Không biết là quý vị còn nhớ năm 2008 ở cái đất nước gọi là Zimbabwe, thì đất nước này quý vị có biết không, 12 triệu đồng của cái đất nước này chỉ mua được một bó rau thôi, hay là 100 tỷ chỉ mua được một ổ bánh mì ở đất nước đó thôi. Tại cái thời điểm đó quá lạm phát, vì in tiền quá nhiều thì sẽ sinh ra lạm phát và cái uy tín của đồng tiền Mỹ sẽ bị giảm xuống quý vị ha. Rồi giống như cái đồng tiền mình in càng nhiều cho nên cái giá trị nó không còn nữa. Thì đây là cái cách nhanh nhất để cứu nền kinh tế, để cứu cái việc vỡ nợ, nhưng mà rất rất là nguy hiểm, nước Mỹ sẽ không làm điều này. Và phần thứ hai thì cách thứ hai ha, thì nước Mỹ cũng có thể vay thêm nhiều cái tiền nữa để mà trả những cái nợ, hay là để mà vượt qua cái mức nợ trần. Thì với cái sự với anh hỏi đã cái nó là phải có sự đồng ý của lưỡng đảng, thì có thể mức nợ trần nó có thể nâng thành 35.000, 36.000, 38.000, 40.000 hay như thế nào đó, hay là có thể tiếp tục phát hành những cái trái phiếu để lấy tiền về để trả những cái nợ cũ còn thiếu, thì sẽ tránh được cái việc vỡ nợ. Và cái cách thứ ba để có thể tránh được những cái việc vỡ nợ trong tương lai thì chính phủ Mỹ có thể tăng thuế người dân. Nghe đến chữ tăng thuế là thấy mệt mệt rồi đó nha quý vị, đúng không? Người dân Mỹ hiện tại cũng sau Covid là cũng bị chính phủ lấy lại tăng thuế cũng nhiều thứ lắm, là thuế đất, thuế nhà, thuế đủ thứ hết đúng không? Cho nên cũng thấy mệt mệt rồi đó, mà bây giờ nói tăng thuế nữa và trong cái thời buổi lạm phát như vậy nữa thì rất là khó. Tại vì có nhiều những cái business mới vực dậy sau Covid-19 thôi, còn rất là mong manh dế vớ đó, thì rất là khó mà có thể
làm cái việc này đối với những cái business cũng như là người dân, rồi nhiều cái nhà bang mới bị khai phá sản vì cái việc mà người ta rút tiền ra quá nhiều đó quý vị, thì cho nên cái điều này cũng rất là khó để mà chính phủ Mỹ có thể làm. Điều thứ tư mà chính phủ Mỹ có thể làm đó là cân bằng thu chi. Hiện tại thì cái GDP là cái tổng thu nhập của một đất nước Mỹ là 23.000 tỷ đúng không? Thì bây giờ đã nợ 31.000 tỷ rồi. Cái tỷ lệ này cũng khá là lớn đúng không quý vị? Cho nên phải làm sao mà giảm adjust chỉnh sửa lại cái ngân sách chi tiêu để nước Mỹ không bị nợ nhiều trong tương lai nữa nếu mà sau cái việc thành công cứu nước Mỹ vỡ nợ kỳ này. Và ngày 28 tháng 5 vừa qua, quý vị đã có một tin vui, đó là ông Tổng thống Biden và ông Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã ra một cái kế hoạch được thảo luận những cái điều gì cần có để mà hai bên Hạ viện và Thượng viện có thể thông qua cái việc mà nâng mức nợ trần hay là giúp cho nước Mỹ tránh vỡ nợ đó quý vị. Đã có rồi quý vị ơi, một cái việc vui, nhưng mà có thành công để mà cho hai bên Hạ viện và Thượng viện approve hay không lại là một chuyện khác. Và trong đó họ có những cái thỏa thuận như sau mà phải có những cái điều đó thì hai bên mới ngồi lại với nhau để coi là có thông qua Hạ viện Thượng viện hay chưa. Thì trong những cái thỏa thuận đó đó là có những cái thỏa thuận như vậy nè quý vị. Đầu tiên đó là vấn đề nợ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của tổng thống 2024, nghĩa là tạm ngừng mức nợ trần đến ngày 1 tới tháng 1 năm 2025. Cái thứ hai là sẽ giới hạn chi tiêu quốc phòng, tại chi quá nhiều cho quốc phòng quý vị, đặc biệt là cái cuộc chiến tranh ở Ukraine nữa quý vị thấy không. Rồi cái thứ ba đó là giữ nguyên quỹ chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh. Điều thứ tư là nâng độ tuổi quy định đòi hỏi phải có job khi mà muốn có food stamp đó quý vị. Và điều thứ năm đó là cắt giảm một số quỹ cứu trợ Covid-19, tại Covid cũng qua đi cũng lâu rồi đúng không? Điều thứ sáu là cắt ngân sách cơ quan thuế liên bang IRS, tại vì chi tiền nhiều để mướn thêm những cái người trong sở thuế gì đó trong cái mùa dịch vừa qua. Rồi thứ bảy đó là sinh viên thiếu nợ tiền học phải trả nợ vào cuối mùa hè này. Và thứ tám đó là duy trì những chương trình khí hậu và năng lượng sạch. Điều thứ 9 đó là xúc tiến đường ống dẫn khí đốt ở West Virginia. Thì có thể là đối với những người bên Thượng viện Hạ viện đó thì họ có thể ngồi xuống họ nhìn vào những cái thỏa thuận này thì họ có thông qua hay không thì mình cũng phải chờ một vài ngày nữa nha quý vị. Người ta nói là có thể là ngày 5 tháng 6 là cái ngày cuối cùng đó, để mà chính phủ Mỹ có thể thông qua hay không thông qua cái việc nợ trần này. Và cái ảnh hưởng của nước Mỹ nếu nước Mỹ không cứu việc vỡ nợ này thành công thì sẽ như thế nào? Điều thứ nhất đó là chứng khoán toàn cầu sẽ bị sụt giảm, tại vì các nhà đầu tư sẽ cảm thấy không an toàn và họ sẽ rút ra rất là nhiều. Toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn nha quý vị. Và thứ hai là việc suy thoái toàn cầu, có nghĩa là những cái bất động sản nè sẽ bị đóng băng, hay là những công ty sẽ phá sản rồi mọi người sẽ mất công việc làm, lãi suất sẽ tăng lên cao. Đó là việc suy thoái toàn cầu luôn nha, chứ không phải chỉ có nước Mỹ không nha quý vị nhé. Và điều thứ ba đó là chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa. Như quý vị biết là hiện tại nước Mỹ này những cái người mà làm việc cho chính phủ là khoảng 4 triệu người quý vị, và họ sẽ mất job, họ sẽ không được trả lương, họ những cái chỗ mà của chính phủ là như công viên hay này nọ nó mà liên quan đến chính phủ là sẽ bị đóng cửa, những sổ an sinh xã hội cũng bị đóng cửa. Và thứ tư đó là những cái trợ cấp của chính phủ như là tiền già, tiền hưu, tiền an sinh xã hội là sẽ không được phát tiền ra quý vị, rất là đáng nguy luôn, là họ những cái người già hay là những người lương hưu sẽ không có tiền quý vị ơi. Và điều thứ năm là chính phủ Mỹ lúc đó sẽ khó vay tiền vì cái uy tín giảm rồi, bây giờ vỡ nợ rồi đâu có trả được nợ đâu, thì cho nên uy tín giảm thì giờ có mượn ở đâu thì ai cũng không cho, mà nếu cho thì lãi suất cũng sẽ rất là cao, và lúc đó nước Mỹ bị mất uy tín rồi thì sẽ không tiếp cận được với những cái mặt hàng hay những cái nguồn hàng giá rẻ nữa, thì rất là thiệt hại cho đất nước Hoa Kỳ luôn. Điều thứ sáu đó là nền kinh tế của toàn cầu sẽ bị lung lay rất lớn. Dĩ nhiên rồi, tại hiện tại quý vị thấy không, nước Mỹ đóng một cái vai trò là đàn anh của thế giới về nền kinh tế, mà bây giờ nó lung lay thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Và cái điều thứ bảy đó là sẽ lạm phát tăng cao thì có nhiều người sẽ bị phá sản, những công ty sẽ bị phá sản. Cuối cùng một cái ảnh hưởng đó nữa là cái vị thế của đồng tiền đô la bị lung lay. Như quý vị biết là những cái đồng tiền nhân dân tệ hay là của những cái tổ chức khác đó, người ta đang đó có thể đồng euro sẽ lên ngôi, đồng tiền nhân dân tệ sẽ lên ngôi, hay là những cái đồng tiền mà của Ả Rập Xê Út mà hay là của những cái khối mới mà ta mới tạo đó có thể sẽ lên ngôi. Thêm một điều quá đáng nguy phải không thưa quý vị, hy vọng là nước Mỹ sẽ cứu, chính phủ Mỹ sẽ cứu được nước Mỹ vỡ nợ thành công nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.